Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Hôm qua, phong trào Hồi giáo Hamas đã đưa ra cam kết tuân thủ các điều kiện ngừng bắn tại dải Gaza, trong đó bao gồm cả việc Israel cũng phải tiến hành rút quân. Phát biểu trên truyền hình, thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh khẳng định các bên cam kết thực hiện các yêu cầu gồm ngừng bắn vĩnh viễn. Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi dải Gaza, tạo điều kiện để những người dân đi lánh nạn được trở về nhà, cho phép thực hiện mọi hoạt động viện trợ cần thiết cho người dân ở Gaza, tái thiết vùng lãnh thổ này, dỡ bỏ, phong tỏa và đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa hai bên. Hôm qua, Phần Lan và Ukraine đã ký thỏa thuận hợp tác an ninh và hỗ trợ lâu dài. Đây là kết quả đạt được trong chuyến thăm tới Ukraine của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Theo thông báo từ văn phòng Tổng thống Phần Lan, thỏa thuận nêu trên bao gồm một loạt lĩnh vực mà Phần Lan sẽ hỗ trợ Ukraine từ chính trị, quốc phòng và an ninh đến cải cách và tái thiết quốc gia. Thông báo nêu rõ thỏa thuận kéo dài 10 năm, qua đó chứng tỏ cam kết lâu dài của Phần Lan trong việc ủng hộ Ukraine. Trong chuyến thăm, ông Stubb cũng thông báo tới Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Phần Lan sẽ gửi thêm gói hỗ trợ thiết bị quân sự với giá trị ước tính khoảng 118 triệu euro, tương đương 203 triệu đô la Mỹ, nâng tổng giá trị các khoản hỗ trợ mà Helsinki dành cho Kiev từ năm 2022 đến nay lên khoảng 2 tỷ euro. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang lâm vào tình trạng thiếu đạn dược, một phần được cho là do các nước phương Tây chậm trễ viện trợ cho Kiev. Liên quan đến trận động đất mạnh xảy ra tại Đài Loan, Trung Quốc sáng qua, hoạt động tìm kiếm cứu hộ vẫn đang được các lực lượng chức năng của Đài Loan tích cực triển khai. Khoảng 70 người bị mắc kẹt trong các đường hầm gần thành phố Hoa Liên đã được sơ tán, trong đó có 2 người Đức. Nhà chức trách Đài Loan, Trung Quốc cho biết các đội tìm kiếm đã dọn sạch những khối đất đá ở dưới một tòa nhà bị sập ở thành phố Hoa Liên để tìm kiếm những người sống sót. Tính đến nay đã có ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 900 người bị thương trong thảm họa động đất, trong khi vẫn còn nhiều người hiện mất tích. Theo thống kê, ít nhất 26 tòa nhà đã bị sập, với hơn một nửa nằm ở Hoa Liên gần tâm chấn. Nhiều trường học và công sở phải tạm ngừng hoạt động sau trận động đất kinh hoàng này. Cơ quan chức năng cho biết hệ thống cung cấp điện và tàu điện ngầm đã hoạt động trở lại, trừ hệ thống đường sắt cao tốc cần tiến hành đánh giá thêm. Công ty TSMC, nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới, cũng đã tạm dừng hoạt động tại các công trình xây dựng ở Đài Loan ngay sau trận động đất. TSMC cho biết đang đánh giá tác động của trận động đất và sẽ nối lại hoạt động sau khi kiểm tra xong. Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua, dịch sốt xuất huyết không chỉ bùng phát ở các quốc gia châu Mỹ mà còn có xu hướng gia tăng ở các nước Đông Nam Á. Hiện tượng El Nino khiến thời tiết nóng hơn cùng với độ ẩm tăng đột biến đã khiến Singapore, Indonesia, Thái Lan lo ngại dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng. Kể từ đầu năm 2024, Bệnh viện Depok, Tây Java, Indonesia đã tiếp nhận số ca sốt xuất huyết tăng chóng mặt. Tính đến đầu tháng 3, Indonesia ghi nhận hơn 21.000 ca mắc và ít nhất 191 ca tử vong. Chính phủ Indonesia còn đặt tỉnh Tây Java trong tình trạng báo động khẩn cấp vì số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh. Không chỉ riêng Indonesia, cơ quan môi trường quốc gia Singapore NEA cũng đã ghi nhận hơn 5.000 ca mắc sốt xuất huyết trong quý 1 năm nay tại nước này. Con số này cao hơn gấp đôi so với 2.360 ca được báo cáo trong cùng kỳ năm 2023. Giới chuyên gia nhận định có nhiều nguyên nhân khiến dịch bệnh trở nên nghiêm trọng, trong đó đáng chú ý là hiện tượng El Nino khiến thời tiết nóng hơn. Vùng Minh Vốt Tươi nằm trên dãy Cáp Ca Đơ từ thế kỷ 19 đã trở thành trung tâm điều dưỡng chữa bệnh bằng nước khoáng của nước Nga, với vô số các loại nước khoáng được sử dụng để điều trị nhiều loại bệnh khác nhau. Thời điểm này trong năm thường có đông khách tới các điểm nghỉ dưỡng chữa bệnh bằng nước khoáng nhất. Vùng Minh Vốt Tươi là một trong những khu nghỉ dưỡng sinh thái nổi tiếng và lâu đời nhất ở nước Nga. Từ thế kỷ 18, Sa Hoàng Piotr Đại Đế đã cử đoàn thám hiểm đến khám phá các mỏ khoáng ở Bắc Kafka, và lịch sử chính thức của khu nghỉ dưỡng bắt đầu vào năm 1803. Đáng chú ý, tại Minh Vốt Tươi có tới hơn 130 nguồn nước khoáng khác nhau. Cùng với bùn chữa bệnh từ hồ Tambukan, nên đây không chỉ là khu nghỉ dưỡng tắm khoáng độc đáo, mà còn là nơi kết hợp nhiều phương pháp trị liệu đa dạng, thu hút ngày càng nhiều du khách. Từ lâu, tắm khoáng đã trở thành một trào lưu bảo vệ sức khỏe ở Nga, nhờ có những dòng nước khoáng vô tận từ lòng đất mẹ. Minh Vốt Tươi ngày càng nổi tiếng không chỉ về du lịch tắm khoáng chữa bệnh với du khách, mà còn là một ngành kinh tế mũi nhọn của người dân nơi đây. Bản tin thời sự quốc tế xin được khép lại tại đây. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.